về uy tín nhỉ. Cái này mình có nhận túi bê tại nhà không anh? Nhận chứ, ai đặt quay tại nhà cũng được, quay đây chuyển lên lên đó cắt luôn. À, tức là cắt tại nhà cho người ta luôn. Cắt tại nhà luôn. Tức là cái dạng này giống như mình nhận đặt tiền đúng không? Đặt túi bê tại nhà đúng không? Ừ. Có cái công ty phân bón miền Nam đặt em không suốt gì. Con dao có vẻ uy tín nhỉ. Dao này theo anh bao nhiêu năm rồi? Hơi bị lâu đó. Hơi lâu ha, dao uy tín quá. Gần 20 năm rồi. Trời ơi, con dao gần 20 năm. Dao uy tín lắm các bạn, dao bén lắm. Dao mà nhiều lúc mình đọc kỹ kỹ tí là xương người ta không có ăn luôn. Dao bén lắm các bạn ơi. Đấy, mấy cái đầu này là lẩu. Lẩu cái cháo xuống anh. Cháo xuống anh ta lấy cái chân xuống này ha. Đúng rồi, mấy cái này lên gần lên đá lắm. Vâng. Đá lắm. Trăm hai vậy? Trăm hai mang về em ơi. Cái da này là mình cắt riêng, chút là mình lột vào chung với thịt đúng không anh? Đúng rồi. Nếu mà có người mà mua riêng cái da này mình bán không? Bữa nào còn nhiều thì bán. Nhưng mà thường thường có này cũng ít khi mà còn nhiều cái da này lắm anh này. Đúng rồi, tại bên người ta cứ ăn da không. À. Da không ngon ha. Có người mua da không được hết chú. À, tức là cái con bê là sau là cái phần sườn này là mình để dành mình nấu cháo làm đồ nướng đúng không anh? Sườn nướng rồi đấy, nấu cháo. Đấy các bạn ạ, khi anh cắt thì anh lấy cái da phần này. Đây là cái phần sườn này anh cưa lại để chống vào anh nấu cháo với làm các món nướng này, món lẩu này. Phần còn rất là nhiều thịt. Phần này là bao nhiêu đây? Này 120.000. 120.000. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn bê nhá. Hiện tại thì mình đang đứng ở trong một cái quán bê rất là ngon, rất là nổi tiếng ở khu vực cái này là đường gì thì mình quên tên rồi. Đường số 3, đường số 4, Bình Hưng Hòa A. Đây là một quán bê rất là nổi tiếng ở khu vực Bình Hưng Hòa nhá. Quán này có view đẹp lắm các bạn ạ, cái view cực đẹp luôn. Đây là cái quán đây là một cái quán vừa ăn chơi vừa ăn nhậu. Ở đằng sau bên này là một cái khu vực hồ rộng lớn luôn. Các bạn ngồi trên lầu mà nhìn xuống cái hồ này hơi bị đẹp luôn. Địa chỉ đây là số 3 đường số 4, đường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Sài Gòn nha các bạn. Đấy, ở bên thì mình thấy là có số điện thoại của quán đấy, 0966947549 và một số là 0982519200 nha. Con bê này là thấy bán hết nửa con rồi các bạn ạ. Lâu lâu có một em nó lạc vô. Thường thường một ngày, cứ ngày mình bán hết con bê như này anh. Ngày một con. Có ngày nào mình bán hết 2 con không? Nói chung là chỉ lề lạy thôi. Lề ha. Chứ bây giờ dịch cũng khó khăn lắm. À, cứ lề là nãy mình ngày bây giờ bình thường ngành con còn là ok rồi. Vâng. Một ngày một con bê là không phải là chuyện nhỏ đâu nhá các bạn. Một con bê này nhiều ký anh? Con này 55 ký. 55 ký. Nói chung ở đây em thui toàn hàng 6 đổ lại không à? Cái to quá nó dai lắm. Là 60 ký đổ lại à? 60 ký đổ lại. Con bê là con bò con đó các bạn. 60 ký là con bê là con bò con, tức là một con bò con 60 ký đầu lại còn lớn rồi. Cái này thường thường bê của anh là có gì đặc biệt anh nói cho người ta biết được không? Bê của em là nói chung là quay hàng nhỏ, thứ nhất là hàng nhỏ đó rất là mềm. Vâng. Ăn không bao giờ dai. Vâng. Thứ hai nữa là mình quay cái hàng này á là nó còn tơ rồi da nó. Nói chung mấy người lớn tuổi ăn không bao giờ ai chê hết. Tức là bê anh là bê tơ á. Rồi còn xương thì mấy cái bê nhỏ này xương mình nấu lẩu xấu quách rất là mềm luôn. Sườn xương gì nói chung là bán ở đây rất quán, là chạy. Quán mình là món nào là khách ăn nhiều nhất đây? Đầu tiên là ai cũng ăn cái địa bê trước. Bê rồi là sườn bê. Nướng rồi ba cái lá sách rồi lòng xào rồi lẩu xấu quách là cháo xấu quách. Bán rất là mạnh. Nói chung mấy cái đó là về cái bê bán rất là mạnh. Bán rất là mạnh luôn ha. Ngày hầu như một ngày con bê là có hình như có phần nào mình bán hết luôn nhỉ? Hết luôn. Như hôm nay em đâu có đủ số khách bán đâu. Đây hả? Cái này mình có giao hàng không bạn? Có giao tận nơi luôn. Giao tận nơi. Nói chung ai cứ điện thoại là bao nhiêu cũng giao hết cho tận nơi. Nãy giờ mình quên giới thiệu cho các bạn, đây là anh Bình nha các bạn. Anh Bình là chủ quán bê.
Nãy giờ mình anh vô đây anh cắt nãy giờ. Nói chung cái này thui nó mình nó phải hồng đào nói chung là nó tái tái mà ít thôi. Đúng rồi. Từ trong ra ngoài. Đấy các bạn ăn bò thường bò tái thì nó sẽ ngọt thịt cho nên ở đây bê thui thì cũng có ngon để chín quá. Chín quá là hết ngon rồi, hết ngọt thịt đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà thái ra cái địa bê đâu có đỏ mấy đâu, nó hồng hồng một xíu. Hồng à. Công nhận cái miếng da này các bạn ơi. Cái da này các bạn thấy cái miếng da nha. Anh làm cái da rất là khéo. Cái miếng da nó trong, nó nhìn có vẻ nó mềm phía ngoài xong bắt đầu nó cái miếng da nó trong lên luôn. Đấy, thu con bê mà da nó trong lên luôn như vậy á. Nó mà còn đục là còn dai đúng không anh? Đúng rồi. Nó trong lên như vậy nó bắt đầu nó mềm mà nó giòn. Đấy. Nếu bạn nào mà đánh ăn bê thì sẽ biết. Ủa anh, cái thịt này nó đỏ như vậy là sao anh? Nó có phải sống không hay là kiểu như vậy? Kiểu như vậy á, ví dụ chiều á mình cắt gió nó vô này. À. Còn mới cắt ra thấy không? Mới cắt ra nó trắng hả, như để một hồi nó đỏ lên hả? Đúng rồi. Cái này nó phải tái tái vậy nó mới ngon. Đúng rồi các bạn ạ, à, bò phải tái tái nó mới có còn cái nhiều cái độ ngọt của bò đúng không anh? Thái ra đâu có đỏ đâu. Ồ, nhìn cái thịt nó mỏng nước nó ngon ha. Nó chỉ là tái tái một chút thôi. Cái này là tính ra là mấy giờ anh mở ra anh bán rồi? Cái này 9 giờ sáng là bán rồi. Bán rồi ha, mình bán tới khuya luôn anh. Bán là tới, bán hết bê kì. Bán đến 11, 12 giờ đêm luôn. 11, 12 giờ đêm thì nhiều lúc khách ngồi đến 2, 3 giờ nhầm nữa. Vâng. Ở đây mình bán sao, cái giá bê mình bán như thế nào? Cái này bán 55 ngàn một lạng. 55 ngàn một lạng, tức là cứ cái mọi phần về bê này là mình cứ cân lên như vậy. Đúng rồi. Hình như con bê nó ngon không là phụ thuộc vào cái da rất là nhiều anh nhỉ. Đúng con rồi, bê đúng thui rồi. này, đúng không? À, đúng rồi. Tại vì đa số người ta đã ăn da không à. Cái da mà dai là thua đó. Cái da của anh bây giờ nó sao? Nếu mà đúng là bây giờ cái da nó như thế nào là đạt? Nói chung là da mềm giòn. Mềm giòn đúng không? Da bê là phải mềm giòn mới gọi là đạt nha các bạn. Ồ, tính ra là một cái bê nó cũng nhiều anh nhỉ? Nhiều chứ. À, con này đi học về hả? Ồ, ba này. À, đây là con trai. Chào ba chưa? Rồi, thấy chào rồi đó. Đấy, cái này là 1 kg. Như vậy là đây là 550 đúng không anh? 550. 550, đấy. Ủa cái này ví dụ mình người ta mua như vậy là mình bán như vậy chứ mình không có trộn gì cho người ta. Mình để riêng hết. À mình tức là bây giờ chỉ cho mè vào thôi. Còn hành đồ gì để riêng hết. À tức là mình bán cái này là mình tặng kèm theo các đồ trộn. Mình tặng kèm theo cháo luôn. Ồ như vậy là mua một cái hộp này 500 ngàn cũng tao nhậu đó các bạn ạ, không có ít đâu nha, rất là nhiều nha. Cái này là mè. Mè vào cho nó thơm. Mè vào. Rồi còn rắc gì thêm nữa anh? À để thính riêng. Hành tây rồi chuối khế để riêng hết. À rồi. Rắc xong đóng hộp hả? Đúng rồi. Cái đĩa này là bao nhiêu đây anh? Đĩa đó 3 lạng anh. 3 lạng là 3 x 5 15 250 ha. 165. 165. Đấy, ở bên này thì mình thấy là có những cái phần cái này là mua ít nhiều có như vậy hay là tùy ít tùy nhiều anh? Ví dụ cái số lượng đó là 1 kg. 1 kg. Là khoảng 4 mắm, 4 rau. 4 lạng rau. Đấy. Đây các bạn nha. Khi các bạn mua thì sẽ có những cái phần ăn kèm nó như thế này. Có một bịch chuối rồi rau rồi khế rồi bê đấy, mình thấy một cái hộp này là dày bê không các bạn, rất là nhiều nha, không có ít đâu nha. Ủa cái này là tặng cháo anh, mua bao nhiêu là được tặng một ký cháo, một bịch cháo như thế này? Hai lạng là một bịch cháo. Hai lạng bịch cháo sao đây là một ký sao tặng 5 bịch? Tại vì cứ mua nhiều ít cũng một bịch à. À, người ta xin thêm mình cho thêm. Ờ các bạn nhá, vậy các bạn lưu ý nha, đến đây mua bê á là để xin được thêm nhiều cháo, là các bạn cứ mua lẻ nhiều ra thì được thêm nhiều cháo. Cái này đây anh bánh đa này mình bán làm sao? 15.000 một cặp. 15.000 hai cái ha. 15.000 một cặp như vậy. Một cặp là hai cái. Bánh rất là thơm luôn nha. Cái này là bánh đa Nghệ An hả? Bánh đa biết rồi, em nhập đâu em. Cái này nóc nhà nhập. Bánh đa vừa nhập. Bê này hầu như mình chỉ có bóp có gọi thích thôi đúng không anh? Nói chung là tùy sở thích nhưng mà đa số người ta ăn thính rất là nhiều. Nhưng mà cho thính vào nhiều quá thì nó hoa mất ngọt đi. À vừa vừa thính thì đúng không? Đúng rồi. Bê trộn thính ha. Dạ. Đấy.
Đây các bạn ơi, đây là cái menu của quán này. Đấy, đây thì mình thấy là nó có giá từ 39.000 cho tới đắt nhất là 58.000. Đấy, còn bên này là các món B thì có giá là từ 99.000 cho tới 139.000. Đấy, đối với các món B, đây là các món khai vị, các món B. Bên này cũng vậy, các món B thì có giá từ 79 cho tới 89.000. Còn bên này thì bây giờ bán cũng có một số món rồi nè. Hình như nãy vừa mình thấy để ý trong menu là giá cũng không có cao lắm đâu các bạn ơi. Giá cao nhất ở đây là cái lẩu xí quách này, mình thấy có vẻ là 200.000 là cao nhất các bạn ạ. Đấy, còn bên này là 50, 60.000, 90.000, 100.000. Mình thấy giá quán này rất là bình dân các bạn ơi. À, giá rất là bình dân. Đây là hình như là một quán nhậu bình dân các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua giá nha. Mình thấy giá đây cao nhất là 200.000 đấy. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua một vòng menu nha. Nói chung là giá ở đây mình thấy không có cao các bạn ạ. Giá từ khoảng 50 mấy cho tới cao nhất là 200.000. Giá cũng khá là bình dân đấy. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là hôm nay anh Bình anh mới cắt ra hai phần này. Đây là một phần bên thui. Đấy, phần này là có giá là 150 đúng không anh? 165.000. Và đây là một tô cháo B. Đây là một tô cháo 50.000 đấy các bạn ơi. Rồi tô cháo hấp dẫn quá, có 50.000 thôi. Đây mình thấy có sườn B này, rồi có dực B này, rồi có huyết B này. Hình như cháo này là cháo thường hay cháo đậu xanh đấy anh? Đấy, đây cháo đậu xanh. Đấy, có sườn B trong này, một cái tô cháo rất là chất lượng các bạn ạ. Đây là cháo B nhá. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu B thôi, cho nên là món chính của nó là hôm nay này. Đây các bạn này, nhìn miếng B này. Cái này B là B hồng anh nha. Ăn không miếng. Ngọt ghê này. Dạ. Ăn thử không miếng trước. Thì B mà ăn không á, mình thấy nó cái thịt nó rất là ngọt nha. Mềm thịt và rất là ngọt luôn. Ở đây thì ăn thì mình thấy anh có cho cái mắm này này. Đây là mắm cá cơm các bạn ạ. Cái này mắm mình nhập ngoài kia phải không anh? Đấy. Ồ, cái mắm mùi thơm giờ chịu quá. Ở đây có cái mắm này đó bạn. Cho nên là có mấy em ruồi nó đánh cái mùi mắm nó đi tới. Anh mới nói ở đây thì mình thấy là anh có cho thêm một ít khế này. Đấy. Ăn kèm với B thì có các cái món rau như là rau... cái này rau chấm cá, rồi rau ngò, lá tía tô, rồi khế, rồi chuối chát. Đấy. B này các bạn ơi. Đúng rồi, công nhận B của anh rất là ngon nha. B rất là mềm và ngọt. Cái da của anh làm rất là giòn, thơm. Đấy. B cuốn. Quá ngon. Các bạn thấy miếng thịt bê nó uy tín không? Bê ngon à, nhìn miếng thịt là thấy ngon rồi ha. Rất là ngon. Chấm với một xíu mắm. Nước cây nách. Ăn cái đầu nó mềm cái đó. Mà mình phải thừa nhận là cái mắm này làm rất là ngon nha. Cái mắm vì mặn mặn và ngọt. Ăn rất là thích, thơm. Ăn mắm này với bê đúng không? Thích nhất nách. Mà công nhận là cái bê đấy làm cái da ngon quá. Bê thì mềm, da thì giòn. Giòn kiểu giòn mềm á. Đây là cái phần cháo bê nữa các bạn. Đấy, một cái phần cháo bê rất là chất lượng luôn.
cái này mình nghĩ là nếu mà cuối tuần các bạn đến kia một phần bê này này, kia một tô cháo bê này, hai ba người ngồi nhậu rất là tuyệt vời. Thực ra các bạn cái cháo bê này này, ấy may quá là anh lấy cái bê thui á, xong đó là cái phần xi quách rồi phần ruột, phần lòng của con bê á, rồi xương của con bê á, anh nấu cháo. Cái này là nồi cháo anh rất là chất lượng nha, nguyên cả một con bê mà. Cháo đây là cháo đậu xanh nha các bạn, cháo rất là thơm nên rất là ngọt. Cái ngọt này mình nghĩ là cái nước ninh xương á, một con bê quá trời xương mà. Cái này là cái phần gì đây ta? Cái này là cái gì anh nhỉ? Gân. Cái này gọi gân cái này là cái gân này. Các bạn ơi, đây là một cái đĩa này có giá là 79.000 này. Đấy, một đĩa khá là đầy đặn ha. Mình thấy giá đây cũng bình dân lắm các bạn ơi. Lòng xào dưa, hấp dẫn chưa? Chua chua ngọt ngọt. Cái này mua bê tặng cháo là sao anh? Thì cứ ai mua hai lạng thì cứ tặng. Nói chung hai lạng là cho bịch cháo đấy, hai lạng cho bịch cháo, còn một cân thì cho mấy bịch cháo? Một cân thì cũng cho một bịch, nhưng mà ai người ta đòi hỏi nhiều thì mình cho hai ba bịch cũng được. À đấy, cái bịch cháo ở đâu anh? Bịch cháo có? À đây các bạn này. Cái này, ô nóng. Cái này là cháo đậu xanh các bạn ơi. Này có huyết này, có gân có thịt này. Tức là cái này là cứ ai cứ mua hai lạng dê rồi lên thì anh sẽ hai lạng bê thu đổ lên thì anh sẽ tặng bịch cháo nha. Nhưng mà ở đây mình thấy anh chơi hơi kỳ, cái là mình mua hai lạng anh cũng tặng bịch, mà mình mua một ký anh cũng tặng bịch. Cho nên là bạn nào mà mua một ký trên hai lạng thì các bạn kêu phân ra làm hai hộp và kêu tặng hai bịch cháo. Cái này là tầm khoảng chắc chốc rồi hết rồi anh nhỉ. Đấy, gần hết rồi các bạn ạ. Còn cái bộ phần xương này là sau đó là mình đưa vô mình nấu cháo à, hay là mình làm sao, hay là mình ướp, hay là mình làm sao? Bộ xương thì đưa vào chặt thì nằm làm lẩu số quắt à. Sườn nướng, tức là xương của con hôm nấu nay cháo là, xương của con hôm nay là để mai. Cho ngày mai đúng rồi à, xương của ngày mai để cho ngày mốt, tức là hôm nay lúc này ăn là xương của con hôm qua, là đó là con hôm qua à. Đấy, trăm ngàn bê thui mang về. Anh có hay ăn bê thui ở đây không? Hay ăn. Anh thấy bê thui ở đây sao, có ngon, gì đặc biệt? Ngon, chất lượng thịt ngon, nước chấm cũng ngon. Thịt ngon, nước chấm ngon. Cái gì nói chung có gì cũng ngon, sạch sẽ nữa. Vâng, anh nhà từng ăn bê thui ở chỗ khác chưa? Có, ăn nhiều chỗ. Từng thấy chỗ này có cái gì đặc biệt hơn chỗ khác á? Thì thấy là nước chấm rồi thịt thì ngày nào cũng ngày gì ngày đó à. Có nhiều chỗ biết sao không, nó để qua ngày mai thì nó không còn ngon nữa. Hết ngon ha. Ừ. Cái này ăn 10 ngày như 10 á. Ngon, ok, đây là chất lượng. Có quen chủ quán không mà bia quá. Ừ, chất lượng á. Quen chủ quán không? Hả? Có quen chủ quán không mà bia quá trời ơi. Không có quen. À không quen. Cứ mua xong rồi về thôi. Thậm chí mình đeo khẩu trang có ai biết ai đâu. À. Nhưng vâng. Mà đó là mình nói chương trình. Vâng. Đấy. Ơn thua giao gì đừng có lấy cháo, bỏ cháo lại đi. Không ăn cháo, bỏ cháo lại đi. À anh này không ăn cháo, sao cháo ngon thế không ăn anh? Em ăn cháo thì ngon quá trời luôn. Về đến lúc không ăn bỏ phí. À đúng rồi. Mình không về ăn cơm á. Không ăn bỏ phí. Vâng, rồi cảm ơn anh nhá. Rồi, ok. Đấy, đây là một vị khách của mình có vẻ là khá là quen của quán các bạn ạ. Cũng mua thường xuyên của quán. Anh ở gần đây không? Gần. Đường có xoài đấy này. À, đấy. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, à, rồi nhá các bạn, nói chung là mình đã thử xong bê ở đây. Đúng là bê ở đây rất là ngon các bạn ạ. Bê thui đây cực kỳ ngon luôn. Mình thấy bê thui đây cái điều đặc biệt nhất là anh thui cái bê mà nó cái da ngoài á. Cái da ngoài nó mềm, nó giòn. Cái thịt bê thì nó rất là mềm và ngọt, rất là hay, giữ được cái độ ngọt của bê ở phía trong. Bê thui rất là hay. Về các món ăn thì ở đây có rất là nhiều món. Hôm nay thì mình có kêu ra một số phần của bê thì mình thấy đặc biệt rất là ấn tượng với món bê thui đó. Ở đây thì hôm nay thì mình chủ yếu là mình muốn giới thiệu món bê thui ở đây thôi. Còn các món khác thì mình nghĩ nó cũng giống các món nhậu khác thôi. Mình không có đi sâu vào chi tiết từng món nha. Nhưng mà hôm nay thì mình ăn bê thui ở đây mình thấy quá ngon. Bây giờ 7:20 nha, mới bắt đầu bữa tối thôi mà anh bán muốn hết con bê luôn này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là một ngày bán hết chưa hết một ngày nữa thì mới có 7 giờ tối thôi mà bán là muốn hết con bê rồi. Như vậy đó thì chứng tỏ là bê ở đây phải ngon, người ta biết ăn nhiều như vậy đó các bạn ạ. Nếu một lần nào các bạn có cơ hội đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào mua một phần bê ăn thử xem như thế nào nha. Mình nghĩ bê ở đây ngon, đáng cho các bạn thử đấy. Rồi nha, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem những video mới từ kênh Đi Đâu Ăn Gì nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé.